Thank you.
ban cho chúng con tinh thần. Chúa tới để giao hòa chúng con với Chúa Cha. Chúa tới để ban cho chúng con được sống. Chúng con cảm tạ, ngợi khen và tri ân Chúa. Không có niềm vui nào khi được Chúa thứ tha cho chúng con. Khi cũng không có niềm vui nào khi được Chúa là đấng cao cả vô cùng tới làm hòa với chúng con. Vậy là Chúa, ngày hôm nay chúng con quyết tâm trở về với Chúa, vì chúng con biết rằng Chúa yêu thương chúng con.